Thưa quý vị và các bạn, nếu kinh kịch của Bắc Kinh là đại diện tiêu biểu cho sân khấu truyền thống Trung Quốc thì đại diện tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống Việt Nam chính là nghệ thuật trèo. Nghệ thuật sân khấu trèo đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài từ thế 10 tới nay, đã đi sâu vào đời sống xã hội Việt Nam, phản ánh đầy đủ mọi góc độ của bản sắc dân tộc Việt Nam, lạc quan, nhân ái, yêu cuộc sống yên lành, bình dị, nhưng tràn đầy tự hào dân tộc, kiên cường đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, cũng chính vì nội dung tư tưởng lành mạnh đó mà trong trèo có đầy đủ các thể loại văn học, chữ tình, lãng mạn, anh hùng ca, sử thi, thơ ca giáo huấn vân vân. Từ năm 2021, nghệ thuật trèo đồng bằng sông Hồng được lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hôm nay Thư viện tác giả tác phẩm sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá về nguồn gốc ra đời và đặc trưng của loại hình sân khấu này. Trèo được hình thành từ thế kỷ 10, dưới thời nhà Đinh khi vua Đinh Tiên Hoàng trị vì. Kinh đô Hoa Lư Ninh Bình chính là đất tổ của sân khấu trèo. Người sáng lập là bà Phạm Thị Trân, một vũ ca tài ba trong Hoàng Cung đã được nhà vua phong chức quan ưu bà chuyên truyền dạy nghề mùa hát. Sau đó trèo phát triển rộng ra toàn lãnh thổ đại cổ Việt gồm khu vực châu thổ Bắc Bộ và các tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh ngày nay. Trèo bắt nguồn từ âm nhạc và múa dân gian, nhất là trò nhại từ thế kỷ 10. Qua thời gian, người Việt đã phát triển các tiết truyện ngắn của trèo dựa trên các trò nhại này thành các vở diễn trọn vẹn dài hơn. Đến thế kỷ 14, sự phát triển của sân khấu Việt Nam có một mốc quan trọng là thời điểm một con hát quân đội Nguyên Mông đã bị bắt ở Việt Nam tên gọi Lý Nguyên Cát. Binh sĩ này vốn là một diễn viên nên đã được tha tội chết và sai dạy lối hát đó cho binh sĩ. Cát cho diễn vở vương mẫu hiến đào để vua ngự lãm cùng các triều thần xem, ai cũng cho là hay. Qua đó lan tỏa nghệ thuật kinh kịch của Trung Quốc và Việt Nam, tác động trực tiếp đến các loại hình sân khấu tuồng, trèo. Các loại vai diễn cũng ảnh hưởng theo sự kiện này như đán nương, đào, quan nhân. Châu Tử, Tướng, Sửu Nô, Hề. Vào thế kỷ 15, do chịu ảnh hưởng của đạo khổng, vua Lê Thánh Tông đã không cho phép biểu diễn trèo trong cung đình. Từ đó, trèo trở về với nông thôn, lấy kịch bản từ chuyện viết bằng chữ nôm, gắn liền với sinh hoạt đời sống, hội hè của người lao động. Tới thế kỷ 18, hình thức trèo đã được phát triển mạnh ở vùng nông thôn Việt Nam và tiếp tục phát triển, đạt đến đỉnh cao vào cuối thế kỷ 19. Trèo do các nho sĩ soạn, chẳng hạn Lưu Bình, Dương lễ do danh sĩ Vũ Trinh, thời cuối Lê Đầu Nguyễn Soạn. Các vở nổi tiếng như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Kim Nham, Trương Viên xuất hiện trong giai đoạn này. Đến thế kỷ 19, treo ảnh hưởng của Tuồng, khai thác một số tích truyện như Tống Chân, Phạm Tài hoặc tích thuyền Trung Quốc như Hán Sở Tranh Hùng. Đầu thế kỷ 20, treo được đưa lên sân khấu thành thị trở thành treo văn minh. Có thêm một số vở mới ra đời dựa theo các tích truyện cổ tích, truyện nôm như Tô Thị, Nhị Độ Mai. Từ khi gắn liền với sinh hoạt văn hóa của nhân dân lao động thế kỷ 15, treo thường lấy đề tài từ những chuyện cổ dân gian, chuyện nôm quen thuộc, có tính trào lộng đặc sắc. Ban đầu người dân diễn trèo trên những chiếc chiếu trải giữa sân đình, gọi là chiếu trèo, việc hóa trang, bài trí đơn giản. Trèo sử dụng tổng hợp nhiều chất liệu trong vốn văn nghệ cổ truyền và kết tinh ở mức độ nhất định những đặc sắc của những chất liệu ấy trở thành một trong những thể loại tiêu biểu, độc đáo của nền văn nghệ dân gian. Tiết diễn trên sân khấu đóng vai trò quan trọng có tiết mới dịch nên trò, có quá trình phát sinh, phát triển và kết thúc theo trình tự thời gian, không gian. Thời gian của sân khấu trèo là thời gian một chiều. Không gian của sân khấu trèo được giữ nguyên như trong tiết truyện, phụ thuộc vào trình tự của thời gian và quá trình hành động theo thời gian của nhân vật. Ví dụ vừa Kim Nham bắt đầu từ khi Kim Nham sang nhà lão say hỏi vợ, tiếp sau là cảnh Suý Vân gặp Trần Phương, sau đó là cảnh Suý Vân giả dại, cuối cùng là cảnh Suý Vân đoạn tuyệt với Kim Nham trong trèo có hai loại nhân vật nhân vật cốt truyện và nhân vật phi cốt truyện nhân vật cốt truyện phân ra vai chính biểu tượng của cái đẹp cái thiện và vai lệch biểu tượng của cái ác cái xấu nhân vật phi cốt truyện được nghệ nhân bổ sung ngay trên chiếu diễn nhằm biểu hiện thái độ sự xuất hiện nhân vật phi cốt truyện không làm ảnh hưởng tới diễn biến của tích trò chẳng hạn màn việc làng trong vở quan âm thị kính sử dụng nhiều nhân vật phi cốt truyện sự đan xen giữa hai hệ thống nhân vật là đặc điểm quan trọng trong việc giàn dựng các tích trò của cha ông tích trò của trào bao gồm cái đã có sẵn tích và cái sẽ sản sinh ứng diễn trên sân khấu tính chất tập thể và truyền miệng tứ chiếng thể hiện trong quá trình diễn xuất tích trò có khả năng biến đổi linh hoạt và đa dạng lối ứng diễn đã đưa đến chỗ hầu hết các tích trèo cổ tuy khai thác cùng một tích truyện nhưng khác nhau rất nhiều về văn ngôn và nghệ thuật biểu diễn cùng một màn súy vân giả dại trong vở kim nham nhưng mỗi nghệ sĩ có một cách diễn khác nhau tính chất hài hước trào phúng cũng là một đặc điểm nổi bật Do vậy có ý kiến cho từ trèo là do trèo đọc trực ra. Hệ thống nhân vật hề, xét về mặt tính chất có hai loại. Một loại hề đi hầu, hề mồi, hề gây, hề nhất, hề nhì, hề tam, lính canh, tuần phu, mõ, phần lớn là những nhân vật tích cực. Mè đốp trong quan, âm thị kính đã dùng những lý lẽ sáng suốt buộc xã trường phải chịu thua nhiều keo nhục nhã. Loại thứ hai, ít nhiều mang những nét tiêu cực trong xã hội cũ, thầy đồ gàn, thầy bói, thầy phù thủy. Các vai hề phản ánh kịp thời dư luận của dân thường, biểu hiện tinh thần lạc quan, những cảm nghĩ lành mạnh, tinh thần đấu tranh chống áp bức vân vân. Ngôn ngữ của trèo có nhiều loại. Có ngôn ngữ dẫn chuyện mang sắc thái khách quan, giáo đầu, xưng danh, ngôn ngữ chêm sen của giản đế. Ngôn ngữ nhân vật thường sử dụng các làn điệu như vỉa, sự, nói đếm, khi buồn, khi vui đều có làn điệu tương ứng. Ví dụ lời thị kính than khi bị đổ oan giết chồng, thương ôi, bấy lâu sắt cầm tịnh hảo ai làm nên chăn gối lẻ loi, trách mình phận hầm, duyên ôi, nói xử giàu, còn phải kể ngôn ngữ bình luận, phê phán nhân vật theo quan điểm của người diễn. Nhân dân đã cho nhân vật tự bộc lộ bản chất trước khán giả. Lời treo thường được bẻ từ ca dao, tục ngữ. Nhạc treo là những điệu dân ca phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ như hát cách, hát sắp, xe lệch, làn thảm. Múa treo là những điệu quen thuộc ở nông thôn như múa quạt, múa nón, treo thuyền, theo thùa, dệt củi, quay tơ. Nhạc khí thường là trống, mõ, thanh la, sáo, kèn, nhị, đàn nguyệt. Hiện nay Việt Nam ta còn bảo lưu được hơn 40 vở trèo truyền thống, nhưng quen thuộc nhất vẫn là những vở thạch xanh, trương sinh, lưu bình dương lễ, kim nham, trương viên, quan âm thị kính, Chù mãi thần. Hy vọng rằng với những kiến thức trên, chúng tôi đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về loại hình sân khấu trèo, cũng là một di sản văn hóa dân gian quý báu của dân tộc và thêm yêu mến di sản văn hóa ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ các tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên thư viện tác giả tác phẩm. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi.